Hạ cánh đẹp lắm kha. Bạn nên về nhà và xem có chuyện gì. Gary đang giao gỗ để giúp xây một đài quan sát. Hình như Gary đã làm rơi gỗ rồi. Bạn không nên lái xe lúc mệt mỏi. Các xe hơi không thể vượt qua những khúc gỗ. Bạn có thể làm gì không kha? Bạn có thể về những khúc gỗ này sao? Hình như chúng bị kẹt rồi. Ồ, chúng bị kẹt bởi keo. Có cách gì không siêu xe tải? Chuyển hóa sao? Ý hay đó. Một xe ủi đất. Giờ bạn có thể nâng những khúc gỗ này lên. Tuyệt lắm. Siêu xe tải. Bạn cần phải đặt chúng vào thùng của Gary. Khoan đã. Bailey, bạn có cách sao? Bailey, bạn không thể ngừng nhào lộn phải không? Phải rồi, chúng ta nên đưa những khúc gỗ này tới công viên. Gary, bạn ổn chứ? Ôi không, những khúc gỗ lăn khỏi thùng xe của Gary rồi. Nhóc à, không sao chứ? Đừng lo nhóc, siêu xe tải sẽ đưa em ra khỏi đó. Đừng di chuyển nha, siêu xe tải sẽ dùng máy chiếu. Em không sao rồi nhóc à? Khoan đã, em không muốn xem đài quan sát mà Ben sắp dựng sao? Wow! Chúng ta đều biết, Miley không thể ngừng nhào lộn. Chà, ha, mình không biết là bạn có thể làm được đó. Thật là kinh ngạc. Mm-hmm.
Ôi trời, có người gặp vấn đề rồi. Bạn nên kiểm tra nó kha. Ôi không, Jerry đang tập luyện cho cuộc đua. Nhưng đường đua đầy những rác. Chúng chắc là được thổi đến sau cơn bão ngày hôm qua. Kha, mình nghĩ đây là nhiệm vụ cho siêu xe tải. Chào Jerry. Nhìn bạn lo lắng quá. Bạn lo rằng không thể tập luyện cho cuộc đua sao? Mình cũng nghĩ vậy. Nhưng đừng lo lắng, chiếc xe tải sẽ tới để giúp bạn. Vì vậy siêu xe tải, bạn có cách rồi sao? Siêu xe đổ rác sao? Tuyệt vời. Được rồi, hãy bắt đầu cuộc đua dọn dẹp nào. Ba, hai, một, xuất phát. Hoan hô, cả hai đều chiến thắng. À, bạn muốn nhờ bạn của bạn dọn dẹp giùm gara và tìm giùm chiếc cúp sao? Siêu xe tải, bạn làm được không? Tuyết. Chà, Jerry, bạn nói đúng, chỗ này thật hỗn độn. Những chiếc cúp của bạn nằm đâu đó trong những chiếc hộp này. Nhưng làm sao để tìm chúng đây? Phải rồi. Cánh tay nam châm. Đúng rồi. Những chiếc cúp được làm từ kim loại. Vì vậy nam châm có thể kéo chúng ra khỏi đống rác này. Xuất sắc. Nhìn kìa Jerry, tìm được những chiếc cúp rồi. Làm tốt lắm các bạn. Các bạn đúng là cứu tinh. Hôm nay là ngày đua. Jerry trông rất hứng thú. Siêu xe tải và Gary tới xem và cổ vũ cho anh ấy. Phải, Jerry đã chiến thắng. Chà, siêu xe tải thật là kinh ngạc. Cảm ơn siêu xe tải, bạn lại cứu nguy nữa rồi. Chà, các bạn có gì mà vội vậy? À, tôi xem ai có thể tìm được quả trứng phục sinh đầu tiên sao? Thấy gì chưa? Còn bạn thì sao kha? Chúc may mắn. Kha, chờ đã. Lại. Ôi trời, cố lỗi đã làm gián đoạn. Nhưng có một trường hợp khẩn cấp. Ôi không, các bé không thể tìm được quả trứng phục sinh nào hết. Hả?
Writer giấu chú quá giỏi. Bạn giúp họ tìm được không? Bạn rất giỏi trò chơi trốn tìm. Chuyện này đối với bạn dễ như ăn cháo mà. Các bé, chú sẽ tải tới rồi. Anh ấy và Water sẽ tìm trứng nhanh thôi. Đi thôi, tìm nào. Thấy quả trứng nào chưa, Water? Còn bạn thì sao, chú sẽ tải? Không thấy sao? Khoan đã, trên kia là kẹo. Các em mệt rồi sao? Ồ, thật là ngọt ngào, chú sẽ tải à. Nhưng mình nghĩ là chúng đã mệt và muốn được quá gian. Cha cha, bạn là một siêu xe chuyên chở, thật hoàn hảo để cho các bé đang mệt quá gian. Lên xe thôi. Đã sẵn sàng đi tìm những quả trứng phục sinh bị mất chưa? Chúc tìm kiếm may mắn các bé. Tìm thấy gì chưa? Xin chào mọi người, siêu sẽ tải tìm thấy vài quả trứng. Và em đã nhớ số trứng còn lại ở đâu sao? Nhà Carrie à? Vậy thì tới đó thôi. Ôi trời, các bé sao vậy? À, anh nghĩ em nói đúng. Nhìn kìa, các quả trứng đang bị tan chảy. Siêu xe tải, phải làm gì đây? Dùng máy ST-3000 sao? Ý kiến hay đó. Lùi lại và nhắm mắt lại nào mọi người. Tia đóng băng chuẩn bị chiếu. Chà, làm tốt lắm, chú sẽ tải. Nó sẽ làm chúng đông lạnh khi chúng ta quay lại nhà Carrie. Đã an toàn để mở mắt rồi các bé à. Giờ đi tìm số trứng còn lại thôi. Hoan hô, những quả trứng phục sinh cuối cùng đây rồi. Tụi mình không thể tìm chúng nếu không có bạn Kha. Chà chà, món quà phục sinh khác. Cảm ơn món đậu thạch nha, Carrie. Chúc mừng lễ phục sinh nha mọi người. Hẹn gặp lại lần sau. Chào Rocky nhí, em đang chở gì vậy? Ồ, em làm nó cho ngày của cha sao? Đúng là ý tưởng tuyệt vời đó kia nhí à. Em đúng là sáng tạo. Ôi không, động cơ của em có vấn đề rồi. Ôi trời, đó kia nhí đã mất điều khiển và không thể định hướng được. Chúng ta phải gọi cứu viện thôi. Chào Kha, có một trường hợp khẩn cấp. Đó kia nhí đang kéo một món quà trên trời nhân ngày của cha, thì em ấy bị mất điều khiển và lao vào chỗ nào đó trong thành phố. Chúng ta phải tìm em ấy và xem em ấy có ổn không. Bạn giúp tụi mình được không Kha?
Vì vậy siêu xe tải, bà nghĩ chúng ta có thể lần theo dấu của Rocky nhí qua những mảnh giấy này sao? Suy luận hợp lý lắm. Hoàn hảo. Đúng vậy, không thấy miếng giấy nào nữa. Nhìn kìa, xe tải là tấm băng rôn mà Rocky nhí đã kéo theo trên không. Nhưng em ấy đâu rồi? Cái gì vậy? Nhìn kìa, siêu xe tải là Rocky nhí. Rocky nhí, làm sao mà em rơi vào thùng rác vậy? Em rơi vào đó khi em bị ngã cùng miếng băng rôn sao? Chúng ta cần phải tháo nó ra cục đèn thôi, siêu xe tải à. Bạn có làm được không? Siêu xe tải. Nó cao quá, siêu xe tải. Chúng ta cần giúp đỡ. Chúng ta cần thứ gì có thể leo lên đó để tháo miếng băng rôn ra? Bạn sẽ chọn công cụ nào hả, siêu xe tải? Phải, đi nào siêu xe tải. Lộn hướng rồi, siêu xe tải à. Đi thôi siêu xe tải, bạn làm được mà. Phải. Đừng lo Rocky nhí, siêu xe tải sẽ giúp em sửa lại miếng băng trôn thôi. Chà Rocky, siêu xe tải muốn cho bạn thấy một thứ quan trọng. Kiên nhẫn nha Rocky, sẽ rất đáng giá đó. Được rồi Rocky, quay lại nào. Đi nào Rocky nhí. Dành cho bạn đó Rocky, hôm nay là ngày của cha. Bạn phải rất tự hào về con của bạn, phải không? Làm tốt lắm siêu xe tải, bạn đúng là cứu tinh đó. Không biết chiếc phi lưu nào sẽ chờ đón chúng ta trong tập tiếp theo đây. Chào Penny, mình thấy bạn có nhiều cách thú vị để dỡ hàng đó. Tuyệt, làm tốt lắm Kha. Nó làm mình nhớ tới trò xếp gạch. Bạn có biết trò chơi đó không? Ôi, mình không mong chuyện đó xảy ra. Bạn phải chú ý bạn mình chứ. Hình như có người gặp rắc rối. Các bé hóa trang thành Avenger và đang chơi tại bờ kênh. Chiếc cầu sắp mở ra để Bobby có thể chui qua. Thì các bé quyết định nhảy qua nó. Không may là mọi chuyện không được êm xuôi. Và giờ các bé đang bị kẹt trên chiếc phao mà Bobby đang kéo đi. Bobby bị chiếc búa rơi trúng đầu và bất tỉnh.
không? Nó là bò. Đúng vậy, siêu xe tải. Chúng ta phải cứu họ nhanh lên. Gì vậy, siêu xe tải? Bạn không thể giúp họ từ đây sao? Bạn phải nhảy xuống nước à? Giờ bạn tính làm gì, siêu xe tải? Bạn sẽ chụp các bé bằng lưới sao? Hành động nào! Để xem lưới này có hiệu quả không? Làm tốt lắm! Các bé, theo sau siêu xe tải dọc theo bờ kênh, hiểu chưa? Ôi không! Cục 500 này bị kẹt vào lưới rồi! Tụi mình không thể để cậu bé rơi xuống nước được, siêu xe tải! Em ấy không thể bơi! Ổn chứ các bé? Hình như em rất vui phải không? Ôi không! Nếu như chúng ta không dừng Bobby kịp thời, anh ấy sẽ bị cuốn ra biển. Chuyện này không thể được. Ôi không! Không hiệu quả rồi. Chiếc lưới không đủ để giữ Bobby, siêu xe tải à? Có cách rồi sao? Tới lúc sử dụng máy ST-3000 rồi. Máy điều khiển vật thể sao? Đúng rồi. Bạn có thể dùng nó để dừng Bobby lại. Bobby rất là nặng. Kéo mạnh lên. Các em muốn giúp siêu xe tải? Các em là Avenger sao? Đúng rồi. Ôi không, siêu xe tải kiệt sức mất rồi. Bobby dậy đi, bạn đang bị cuốn trôi ra biển kia. Phải, làm được rồi. Giờ Bobby và siêu xe tải đã an toàn. Siêu xe tải nói đúng. Các em phải cân nhắc trước khi làm những chuyện như vậy. Nó rất là nguy hiểm. Phải công nhận rằng trang phục của các em rất là tốt. Ấn tượng lắm đó. Một ngày bận rộn ở công trường xây dựng. Để xem Billy và Edna tính làm gì. Nhiều xi măng quá. Edna, coi chừng. Ôi không. Billy, coi chừng. Các bạn di chuyển được không? Ô ô, tòa hàng đó hình như sắp rơi xuống rồi. Mình nghĩ các bạn cần người giúp rồi. Nè Kha, tụi mình cần bạn giúp. Bạn đã xem phim Lego sao? Xin lỗi, nhưng có chuyện khẩn cấp rồi. Billy và Edna đang bị kẹt trong xi măng ướt. Siêu xe tải. Thấy không Kha,
họ bị kẹt thật rồi. Mình nghĩ là Kha đã có cách. Chà, đông người quá. Là siêu xe tải đó. Anh ấy là một xe tải phá sàn. Tuyệt. Xe tải phá sàn đang phá vỡ lớp xi măng. Mình nghĩ bạn nên nhanh lên. Kho hàng sẽ không chịu nổi lâu nữa đâu. Ôi không, xe tải phá sàn hình như bị quá nhiệt rồi. Chúng ta sắp hết thời gian rồi. Mình nghĩ bạn cần sử dụng máy ST3000. Hôm nay máy ST3000 sẽ biến thành gì? Là máy ST3000 đó. Mình tự hỏi nó là cái gì ha. Dù nó có khả năng gì thì cần phải tiến hành nhanh lên. Là máy laser. Tuyệt lắm. Billy được tự do rồi. Sắp hết thời gian rồi. Thật là nguy hiểm quá. Phải, siêu xe tải và máy ST3000 đã thành công. Làm tốt lắm siêu xe tải à. Edna muốn biết phải làm gì để cảm ơn bạn đây. Mình nghĩ siêu xe tải có ý kiến này. Chà, một bữa tiệc Lego. Tuyệt quá. Chiếc xe Lego đẹp lắm. Nhưng siêu xe tải đâu rồi? Bạn có vui thích tại bữa tiệc Lego không siêu xe tải? Làm tốt lắm Kha. Ý mình là siêu xe tải. Hẹn gặp lại lần sau nha. Tạm biệt.